Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Đây là cái thông báo chi trả cổ tức của Vinamilk, công ty cổ phần sữa Việt Nam, mã chứng khoán VNM. Và có rất nhiều các cái thông tin mà nhà đầu tư quan tâm và cũng có rất nhiều các cái câu hỏi mà nhà đầu tư muốn hỏi. Thì trong cái video này, tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn rất đầy đủ chi tiết về các cái thông tin này. Sẽ có rất nhiều các cái thông tin nhà đầu tư cần nắm, đó chính là gì? Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7 tháng 6 năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8 tháng 6 năm 2021. Tỷ lệ thực hiện là 11% trên mệnh giá, anh chị nhớ là trên mệnh giá. Thời gian thanh toán là 30 tháng 6 năm 2021. Thế thì tôi đã làm các cái nội dung rất chi tiết ở đây để anh chị các bạn nắm được. Cái tỷ lệ chi trả cổ tức là 11% sẽ tương đương với 1.100 đồng trên một cổ phiếu. Tuy nhiên là đây là trên cái mệnh giá thôi. Nhưng mà nếu mà tính trên thị giá của ngày 4 tháng 6 năm 2021 với cái giá là 89.500 đồng thì cái tỷ lệ của chúng ta nhận được nó chỉ khoảng 1.23%. Tôi làm tròn đấy, tôi làm tròn đấy. Cái ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7 tháng 6 năm 2021. Tức là như thế nào? Tại cái ngày này ấy, thì cái nhà đầu tư mua cổ phiếu Vinamilk sẽ không được hưởng các cái quyền về nhận cổ tức, và nhà đầu tư bán cổ phiếu Vinamilk sẽ được hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Tóm lại là vào ngày giao dịch không hưởng quyền thì các nhà đầu tư đang sở hữu cái cổ phiếu Vinamilk đó, hoặc trước ngày này đang sở hữu cổ phiếu Vinamilk thì đều được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt nhé. Còn những cái nhà đầu tư mà mua cổ phiếu Vinamilk tại ngày giao dịch không hưởng quyền thì sẽ không được hưởng cổ tức tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng mùng 8 tháng 6 là ngày mà Vinamilk chốt cái danh sách nhận cổ tức các bạn nhé. Chốt danh sách cổ đông nhé. Thời gian thanh toán là ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tức là gì? Tức là vào cái ngày này ý, thì nhà đầu tư sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt. Nhà đầu tư sẽ nhận cái cổ tức như thế nào, đúng không? Thì đối với các nhà đầu tư mà sở hữu các cái cổ phiếu đã lưu ký rồi thì nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán rất là dễ, không phải làm gì cả. Nhưng đối với các nhà đầu tư mà sở hữu các chứng khoán chưa lưu ký thì sẽ phải nhận trực tiếp tại công ty Vinamilk. Thì thông thường ấy, thì các nhà đầu tư mua cổ phiếu ở trên sàn, tức là các cái cổ phiếu đó đã được lưu ký rồi, anh chị các bạn nhá. Có một câu hỏi mà rất hay, đó chính là số tiền mà nhà đầu tư nhận được sẽ là bao nhiêu, đúng không nào? Tôi lấy một cái ví dụ này cho anh chị các bạn dễ hiểu. Nếu mà nhà đầu tư đang sở hữu 200 cổ phiếu Vinamilk thì nhà đầu tư sẽ nhận được số tiền là lấy 200 nhân với 1.100 đồng sẽ bằng 220.000 đồng tiền mặt. Vậy thì giá cổ phiếu Vinamilk tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được điều chỉnh như thế nào? Chúng ta sẽ phải cần phải xem cái giá đóng cửa của Vinamilk của ngày mùng 4 tháng 6 là ngày liền trước cái ngày giao dịch không hưởng quyền đấy ạ. Là 89.500 đồng. Chúng ta lấy 89.500 đồng, chúng ta trừ đi cái cổ tức tiền mặt thì nó sẽ ra được cái giá tham chiếu của cái ngày giao dịch không hưởng quyền là 88.400 đồng anh chị các bạn nhé. Hãy lưu ý đây là giá giao dịch tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền anh chị và các bạn nhé. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn rất là chi tiết phân tích cái thông báo về chi trả cổ tức của Vinamilk. Đây là căn cứ để anh chị và các bạn có thể quyết định để đầu tư Vinamilk. Và đây cũng là một cái video mà tôi chia sẻ để làm mẫu cho anh chị và các bạn có thể dùng để đánh giá, phân tích các cái thông báo chi trả cổ tức của các cái mã chứng khoán khác anh chị và các bạn nhé. Nếu anh chị và các bạn đang quan tâm tới các cái mã chứng khoán nào
mà có chi trả cổ tức thì anh chị có thể comment dưới phần bình luận nhé. Nếu anh chị và các bạn muốn lan tỏa cái video này tới bạn bè mình, người thân, gia đình hay cộng đồng thì chỉ cần like thôi là YouTube họ sẽ có những cái thuật toán để chia sẻ tới cộng đồng. Và có rất nhiều các video khác sắp tới mà tôi sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn. Anh chị hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông nha. Chúc anh chị và các bạn ngày cuối tuần nhiều niềm vui.